Hà Nội phân luồng giao thông sau khi cấm xe lưu thông qua cầu Trung Hà. Với việc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cấm xe qua cầu Trung Hà do lo ngại mưa lũ diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông tới Phú Thọ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông trong thời gian cấm cầu Trung Hà. Theo đó, phương tiện Hà Nội đi từ thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê có thể lưu thông theo 4 hướng sau. Hướng thứ nhất, từ Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, cao tốc Nội Bài Lào Cai, đi ra các nút giao IC7, IC8, IC9, IC10, IC11. Hướng thứ hai, từ Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 2. Hướng thứ ba, từ Hà Nội đi theo quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây, cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 2C, quốc lộ 2. Hướng thứ tư, từ Hà Nội đi theo quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây, tiếp tục đi theo quốc lộ 32, cầu Văn Lang, quốc lộ 2. Phương tiện từ Hà Nội đi qua các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập lưu thông theo hướng đại lộ Thăng Long, tỉnh lộ 414, cầu Đồng Quang, tỉnh lộ 317. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông từ xa.